Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày về tình hình Biển Đông. Ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong khi đại hồng thủy số 4 vẫn đang tấn công đập Tam Hiệp, thì bất ngờ ngày hôm qua, một siêu bão vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở hồ chứa nước lớn nhất của Trung Quốc, nằm sát ngay cạnh con đập Tam Hiệp. Vòi rồng khổng lồ này xuất hiện lao nhanh như một tia chớp, lên tới vận tốc ước tính hơn 154 km/h, đe dọa trực tiếp tới an nguy của con đập Tam Hiệp, khiến hàng trăm triệu người dân của Trung Quốc chạy tán loạn vượt biên để trú ẩn. Thưa quý vị, truyền thông và nước Trung Quốc cho biết, tình hình lũ lụt, động đất, sạt lở ở nước này vẫn đang căng như dây đàn. Thì hôm qua, một siêu vòi rồng khổng lồ di chuyển với vận tốc lên tới 150 km/h và tâm điểm của nó hướng đúng vào bốn nơi được cho là quan trọng bậc nhất của Trung Quốc. Đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Tứ Xuyên và Phật Sơn, Quảng Đông của phía Trung Quốc. Video được người dân Trung Quốc chia sẻ trên mạng Weibo cho thấy, những nơi mà siêu vòi rồng bạch tuộc đi qua đều bị thiệt hại vô cùng nặng nề, nhiều nơi đã bị nó càn quét trở thành tan hoang và thê thảm. Tờ báo của Trung Quốc còn chụp được những hình ảnh qua vệ tinh cho thấy, vòi rồng khổng lồ đã cuốn trôi rất nhiều ngôi nhà và các cây cổ thụ, xe ô tô bị cuốn bay lên rồi lại rơi mạnh xuống đất, làm vỡ nước một đoạn đê thuộc nhánh sông Trường Giang, khiến cho hàng trăm triệu người dân ở các thành phố lân cận chạy tán loạn lên đỉnh núi cao để trú ẩn. Hơn 2/3 trong số đó đã chạy lên các tỉnh thành như Tây Tạng và Tân Cương để lánh nạn. Một số thì đòi vượt biên lánh nạn vì cho rằng dòng nước hiện tại không có nơi nào an toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính do siêu vòi rồng gây ra lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Ông Tập Cận Bình và nhiều quan chức Trung Quốc đang được cho là đứng ngồi không yên khi trong hơn một tháng qua nước này liên tục phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên vô cùng tàn khốc chưa từng có trong lịch sử như vậy. Theo ông Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, đây là hiện tượng thiên nhiên rất bất thường, lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc gần 1.000 năm trở lại đây. Ông Giám đốc Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc còn nói tiếp, vòi rồng rất ít khi xuất hiện ở những nơi này, đặc biệt là đập Tam Hiệp và những vùng hải lưu xung quanh. Bắc Kinh không hề ghi nhận hiện tượng nào cực đoan và nguy hiểm như năm nay. Phải nói rằng, năm 2023 là năm định mệnh của Trung Quốc. Từ năm 2020 đến nay, Bắc Kinh đã phải trải qua nỗi đau do dịch bệnh COVID-19 tàn phá. Thì nay mưa to, gió lớn, động đất, sóng hẳng, bão tố phong ba mịt mờ đang liên tục ập tới Trung Quốc và hôm qua, vòi rồng khổng lồ đã tiếp tục càn quét Bắc Kinh liên tục 65 ngày đêm vừa qua không ngừng nghỉ, dội lên đầu của Trung Quốc, làm cho nền kinh tế của nước này đã thiệt hại nặng nề, rồi nay lại lụi tàn theo thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu đà này tiếp tục xảy ra khả năng cao, người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ phải từ chức, bởi vì những áp lực trong suốt thời gian vừa qua như thủ trong giặc ngoài. Các thế lực thù địch luôn muốn dòm ngó đánh chiếm Trung Quốc, cộng thêm thiên tai, dịch bệnh hoành hành, làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể ông Tập Cận Bình đã cảm thấy dần sợ hãi khi liên tục trong suốt 65 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc phải hứng chịu những đòn đau thấu xương của đấng tối cao và thiên nhiên giáng xuống. Nhiều chuyên gia còn cho biết, sau bao nhiêu tai ương và tai họa liên tục giáng xuống Trung Quốc như thế này, đây được xem là một dấu chấm hết cho tham vọng giấc mộng Trung Hoa của chính quyền ông Tập Cận Bình. Những trận thiên tai từ động đất, bão tố phong ba, lũ quét sóng hằng, nay lại thêm cả vòi rồng. Trung Quốc mạnh mẽ hay tài giỏi như thế nào, dù có một hay 100 ông Tập Cận Bình đi nữa thì Bắc Kinh cũng không bao giờ có thể chống chọi lại với quả báo mà thiên nhiên đã dọn sẵn cho đất nước này. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, ông Tập Cận Bình dù lũ lụt, hạn hán, nhưng vẫn nuôi tham vọng đi xâm chiếm Biển Đông và xâm chiếm lãnh thổ của các nước. Bằng chứng là Trung Quốc vừa mới hạ thủy tàu sân bay thứ 3 mang tên là Phúc Kiến, ông Tập tuyên bố Trung Quốc giờ đây sẽ là bá chủ của biển cả, vượt qua cả Mỹ. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc dần mất hết lòng tin với cả thế giới. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc lẽ ra là một trong những nước lớn mạnh nhất trên thế giới, nhưng giờ đây trong mắt cộng đồng của thế giới, Trung Quốc chỉ là một nước mà chuyên đi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp bản quyền, chuyên đi gây gổ, gây hấn đánh nhau, nhằm xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, nhất là khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông và Biển Đài Loan. Ngay tới đây chắc chắn có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng, tại sao nhiều nước trên thế giới ghét bỏ Trung Quốc và quay lưng lại với Bắc Kinh đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng, tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Ở đây do những đường lối sai trái và những chỉ đạo sai lầm của ông Tập Cận Bình mà ra, chính quyền của ông Tập đã đem quân đội của Bắc Kinh đi gây hấn với hầu hết các nước trong khu vực xung quanh mình. Và khi hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra trong suốt 55 ngày đêm vừa qua, không một nước nào trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc, họ đều quay lưng lại với Bắc Kinh.
duy nhất chỉ có chính phủ Việt Nam của chúng ta, vì tình thương mến thương đã ủng hộ cho người bạn 4 tốt 16 chữ vàng, người anh nghe núi liền núi, sông liền sông 1 triệu đô la Mỹ để giúp Trung Quốc vượt qua khó khăn. Nhưng thật nhố nhăng, Trung Quốc lại ăn cháo đá bát, không những không biết ơn mà còn đem quân đội của Bắc Kinh dẫn theo 20.000 tàu cá có vũ trang tiến xuống Biển Đông của chúng ta tập trận và bắn đạn thật. Trung Quốc còn mạnh mồm tuyên bố sẽ tiêu diệt những tàu thuyền lai vãng trong phạm vi 12 hải lý đường lưỡi bò của nước này, xua đuổi và đâm chìm bất kỳ loại tàu nào dám đến gần hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa mà Trung Quốc đã xâm chiếm trái phép của đất nước chúng ta. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hiện tại Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách đối với cả thiên nhiên. Trong những ngày vừa qua liên tục mưa to, gió lớn ập xuống đầu của phía Trung Quốc, làm cho ngập lụt ở khắp mọi nơi, có những nơi trũng lên tới 13 đến 14 mét, có những nơi ngập sâu tới 19 đến 20 mét. Những ngôi nhà xây 5 đến 7 tầng bây giờ chỉ còn cái nóc mà thôi. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới những việc hạn hán, lũ lụt kể trên, ông ta vẫn nhăm nhe đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ, gây hấn với các nước trong khu vực và trên thế giới. Không một ai dám đối đầu với Trung Quốc, ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Nhà Trắng Mỹ vẫn chưa trừng trị được tận gốc của phía Bắc Kinh. Chính vì vậy mà các nhà phân tích cho rằng, trời đất và thiên nhiên đã trút cơn giận dữ để trừng phạt Trung Quốc một cách thích đáng. Và đó chính là nhân quả báo ứng và hoàn toàn chính xác ở một thế giới công bằng như ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hầu hết cộng đồng trên toàn thế giới những ngày vừa qua đều rất thông cảm cho người dân của Trung Quốc đại lục, bởi vì họ là những người dân vô tội, họ không đáng bị trừng phạt. Người cần được trừng trị ở đây là ông Tập Cận Bình, người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh luôn muốn đưa Trung Quốc lên ngôi vương thế giới, vượt cả Mỹ và Nga. Chính vì thế mà ông ta đã bất chấp tất cả, ông ta chỉ cúi đầu khuất phục trước mẹ thiên nhiên, trước đấng tối cao mà thôi. Và trên con đường danh lợi muốn đưa Trung Quốc đại lục trở thành ngôi vương của thế giới, ông ta đã quá vội vàng, mắc quá nhiều sai lầm. Vì thế mà bây giờ thiên nhiên đã ra tay trừng trị Trung Quốc, và đây chính là bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập. Và hy vọng sau đợt trừng phạt của mẹ thiên nhiên này, Trung Quốc sẽ nhìn nhận lại những tội lỗi sai trái của mình. Và trong tương lai, chính quyền của ông Tập hy vọng sẽ đối xử tốt với người dân Bắc Kinh, cũng như không đi gây gổ, gây hấn với các nước láng giềng xung quanh mình, đặc biệt là không vi phạm xâm chiếm Biển Đông. Và chỉ có như vậy, Trung Quốc mới được sống trong yên bình. Còn nếu không, trời đất, thiên nhiên sẽ tiếp tục nổi giận và sẽ đánh sập con đập tam hiệp của phía Trung Quốc. Khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ và chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới nữa. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất hay mà hôm qua tờ báo Tokyo của Nhật Bản đưa tin. Tờ báo của Nhật Bản viết về thành phố Vũ Hán trong thời gian vừa qua với tiêu đề Thành phố Vũ Hán của Hồ Bắc. Trung Quốc gặp rất nhiều những cái đen đủi, khi dịch bệnh trôi qua, lũ lụt đã đến, người dân thì oằn mình chịu đựng. Bài báo Nhật Bản mô tả chi tiết như sau, năm nay tiếp tục là một trong những năm vô cùng khó khăn, đen đủi và khắc nghiệt đối với người dân thành phố Vũ Hán. Khi dịch bệnh Covid-19 trôi qua thì lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất đã ập đến thành phố Vũ Hán. Miền Trung của Trung Quốc được biết đến trong vài ngày vừa qua đã chịu những trận mưa lớn, mưa khủng khiếp, mưa như trút xuống thành phố này, đã khiến cuộc sống của người dân vô cùng vất vả. Họ chưa bước qua đại dịch Covid-19 mà đã phải hứng chịu cả lũ lụt, màn trời chiếu đất nằm tan hoang và gây sợ trong các ngày từ ngày hôm qua. Lượng mưa tối đa vượt 250mm đã khiến nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước đã vượt cảnh báo ở một số nơi. Mưa lớn được cho là dự báo tiếp diễn trong những ngày tới. Vì thế, tình hình ở thành phố Vũ Hán đang rất là khổ sở. Trước tình hình căng thẳng như vậy, bộ cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán ở thành phố này ra một thông báo khẩn cấp, nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 2 lên mức độ cao nhất trong mực nước lũ. Về phía các địa phương, thị trường của thành phố Vũ Hán, ông Chu Tiên Lượng đã cam kết rằng công tác phòng chống lũ lụt sẽ không ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Vì đây không phải là lần đầu tiên thành phố này rơi vào tình cảnh này. Năm 1998, trận lũ lụt lịch sử cũng đã xảy ra trên khu vực sông Trường Giang, khiến thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Dù cam kết công tác phòng chống lũ lụt không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng chính quyền địa phương vẫn có rất nhiều điều chăn trở. Cụ thể, thành phố miền Trung của Trung Quốc là nơi khởi phát dịch Covid-19 vào cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau đại dịch khiến giới chức của nước này lo ngại vấn đề khắc phục kinh tế, thành phố Vũ Hán sẽ thêm khó khăn hơn bao giờ hết. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.
Theo thông tin do sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông SCFPI cung cấp, số lượng chuyến bay trinh sát gần bờ biển Trung Quốc đã tăng đáng kể. Dữ liệu từ SCFPI chỉ ra, Mỹ đã điều 589 chiến đấu cơ lớn trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 để thực hiện thu thập thông tin tình báo, tính riêng ở khu vực Biển Đông. Tuy dữ liệu chuyến bay trong tháng 12 chưa được công bố, nhưng trong tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã triển khai 47 máy bay trinh sát lớn để tuần tra Biển Đông. Chuyến bay trinh sát gần nhất diễn ra vào ngày 21 tháng 12, khi Mỹ triển khai 3 máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon, một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm E-3G cùng một máy bay trinh sát RC-135V từ căn cứ không quân Kadena tại Nhật Bản và căn cứ Clark tại Philippines để tuần tra eo biển Đài Loan và vùng Biển Đông. Trong ngày 3 tháng 6, một máy bay trinh sát cỡ lớn RC-135C bay qua Biển Đông và chỉ cách Thượng Hải khoảng 90 hải lý, vài ngày trước khi Trung Quốc chính thức ra mắt tàu sân bay lớn thứ 3 được thiết kế và chế tạo trong nước tại một xưởng đóng tàu ở thành phố Thượng Hải. Giám đốc SCFPI, ông Hu Bo cho rằng, kiểu bay tuần tra trinh sát này giống như năm ngoái, nhưng máy bay Mỹ có chiều hướng bay gần về phía Trung Quốc hơn. Ông chỉ ra, đánh giá này được thực hiện dựa trên dữ liệu thương mại do hệ thống tự động giám sát máy bay qua vệ tinh và phát quảng bá ADS-B thu thập, nhưng có lẽ chỉ bao quát được lượng nhỏ hoạt động trinh sát gần của Mỹ vì không phải tất cả máy bay đều bật bộ truyền phát ADS-B và các máy bay nhỏ không được thống kê. Số lượng thực tế có thể còn lớn hơn. Ông Hu nói và nhấn mạnh các hoạt động trinh sát gần ngày càng tăng cường gần bờ biển Trung Quốc sẽ làm tăng nguy cơ va chạm vào đối đầu. Năm 2021, một máy bay trinh sát lớn của Mỹ từng thực hiện khoảng 1.200 chuyến bay do thám ở khoảng cách gần trên Biển Đông, theo báo cáo của SCFPI hồi tháng 3. Các chiến đấu cơ của Mỹ cũng đã tuần tra các khu vực khác, bao gồm Biển Đông và Hoàng Hải. Chuyến bay trinh sát cự ly gần có thể thu thập, phân loại và phân tích các tín hiệu điện tử khác nhau bên trong bán kính gần 400 km, mở đường cho hoạt động quân sự tương lai. Ông Song Zhongping, cựu giáo viên trong quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết, một số loại khí tài phát tín hiệu trong lúc tập trận và khi các tín hiệu này được thu lại và giải mã có thể được sử dụng làm gián đoạn các hoạt động bình thường của hệ thống khí tài Trung Quốc. Một số tín hiệu điện tử khác có thể tiết lộ các nhánh quân sự liên lạc với nhau, làm rò rỉ thông tin quân sự Trung Quốc nếu bị thu thập và phân tích, ông Song nói. Trong một bài phân tích được đăng trên số báo phát hành tháng 12, tạp chí Tàu Hải quân và Thương mại kêu gọi Trung Quốc cần tích cực hơn nữa trong việc ngăn chặn các chuyến bay trinh sát gần. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm vừa qua đã tức giận, cáo buộc Mỹ gây chia rẽ giữa Philippines và Trung Quốc, bày tỏ sự thất vọng về những cáo buộc vô căn cứ của Washington về việc Bắc Kinh đang tìm cách khuấy động rắc rối ở Biển Đông. Biển Đông đã trở thành một trong nhiều điểm nóng trong mối quan hệ đầy thử thách giữa Trung Quốc và Mỹ, với việc Washington bác bỏ yêu sách lãnh thổ mà nước này miêu tả là phi pháp của Bắc Kinh ở vùng biển chiến lược giàu tài nguyên. Bắc Kinh đang phản ứng gay gắt trước tuyên bố vừa qua của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, bày tỏ lo ngại về những đội tàu ngày một phình ra và leo thang hành động của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp và một sự cố liên quan đến một mảnh tên lửa trôi nổi trên biển. Phát ngôn viên Price cho rằng các hành động của Trung Quốc phản ánh việc nước này tiếp tục coi thường các bên tranh chấp khác ở Biển Đông và các quốc gia hoạt động hợp pháp trong khu vực. Ông Price nhắc lại rằng Mỹ sát cánh cùng Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Một trong những tuyên bố được phát đi gần đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã tuyên bố rằng việc các nước láng giềng có sự khác biệt là điều hết sức tự nhiên, nhưng nhấn mạnh thêm rằng Mỹ tiếp tục can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông và cố gắng chia rẽ các nước trong khu vực, gây căng thẳng và làm tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực. Những gì Mỹ đã làm không phải là để giúp đỡ bất cứ ai, mà để phục vụ lợi ích địa chính trị của chính họ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines tức giận chỉ trích, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với những vùng rộng lớn ở Biển Đông, chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Hàng nghìn tỷ đô la thương mại chảy qua tuyến đường biển này hàng năm, và đây cũng là nơi có các ngư trường và mỏ khí đốt phong phú. Philippines tuần trước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các báo cáo cho thấy, tàu Trung Quốc tập hợp với số lượng đông ở một bãi đá ngầm và bãi cạn bên trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Điều đó xảy ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Philippines gửi công hàm phản đối về việc một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc bị quân đội Philippines cáo buộc đã sử dụng vũ lực để lấy một mảnh tên lửa trôi nổi trên biển.
đang được một tàu Philippines lai dắt ở Biển Đông. Trung Quốc đã phủ nhận việc họ dùng vũ lực lấy vật thể mà họ nói vào tháng trước là mảnh vỡ từ vỏ bảo vệ phần mũi của một con tàu vũ trụ do Bắc Kinh phóng. Philippines cùng với một số quốc gia trong khu vực đang có cuộc tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ là đồng minh thân thiết hàng đầu của Philippines khi Trung Quốc leo thang các hoạt động quân sự ở Biển Đông. Mỹ cũng đã gia tăng áp lực với Trung Quốc bằng những lời chỉ trích, lên án công khai cùng với các hoạt động quân sự. Mỹ liên tục cho các tàu chiến đến khu vực phạm vi 12 hải lý so với những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông để thách thức đòi hỏi chủ quyền phi lý và tham lam của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cùng với Mỹ, các nước Anh, Nhật Bản, Ấn Độ cũng đã có những động thái nhất định nhằm phản đối các đòi hỏi chủ quyền tham lam cũng như cách hành xử ngày một gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, nước này cùng với các đồng minh và đối tác đang theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận hải quân chung của Nga và Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Cùng với các đồng minh và đối tác, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Trung Quốc trên biển Đông, biển Philippines cũng như các cuộc tập trận Nga-Trung đang diễn ra trên biển Hoa Đông, trích tuyên bố của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuyên bố cho biết thêm, Washington đang tiếp tục các hoạt động trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm tự do hàng hải và hàng không, đồng thời hỗ trợ thông suốt thương mại và các hoạt động hợp pháp khác trên biển. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một đội tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương đã đi về phía biển Hoa Đông để tham gia một cuộc tập trận hải quân Nga-Trung. Đội tàu của hai quốc gia láng giềng đã gặp nhau ở phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hạm đội đã tổ chức lễ khai mạc ngắn gọn cho cuộc tập trận tương tác hàng hải 2022 trước khi di chuyển tới một khu vực huấn luyện được chỉ định. Họ được dẫn đầu bởi tàu tuần dương tên lửa Vajak Lobslava của Nga, vốn là soái hạm của hạm đội Thái Bình Dương và tàu khu trục Tai-52C Tây Nam của Trung Quốc. Các tàu tham gia sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật, huấn luyện tác chiến chống ngầm và sử dụng máy bay hải quân. Trung Quốc và Nga đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung từ năm 2005 dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và một nhóm an ninh khu vực. Tờ Global Times của Trung Quốc cho biết trong một bài xã luận hôm thứ Năm rằng cuộc tập trận sẽ có tác dụng ngăn chặn việc Mỹ đồng thời trấn áp Trung Quốc và Nga. Tờ báo lưu ý rằng đây là khu vực huấn luyện nằm gần Đài Loan, Trung Quốc trong lịch sử 10 năm diễn tập chung, nhưng khẳng định không nên coi đây là một cử chỉ thù địch. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã thông cáo khẳng định cuộc tập trận nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác hải quân giữa hai nước Nga-Trung hướng tới duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nga và Trung Quốc từng một số lần tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển và thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra hàng không chiến lược chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nhóm máy bay chiến lược của Nga và Trung Quốc bao gồm oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga và máy bay Xian-H6 của Trung Quốc đã tuần tra nhiều giờ trên bầu trời khu vực biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Điều 47 máy bay tới gần Đài Loan, Trung Quốc lấy lý do gì? Thưa quý vị và các bạn, CNN dẫn nguồn tin cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết Trung Quốc đã điều 47 máy bay qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan hôm qua. Các hoạt động mới nhất diễn ra khi Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc hôm qua cho biết họ đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và tập trận tấn công xung quanh Đài Loan nhằm đáp trả những hành động khiêu khích giữa Đài Loan và Mỹ. Quân đội sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ cho biết hôm trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật một dự luật quốc phòng mới sâu rộng, bao gồm thiết lập một chương trình hiện đại hóa quốc phòng cho Đài Loan. Cụ thể, cuộc tập trận có sự tham gia của 42 máy bay chiến đấu J-10, J-11, J-16 và Su-30, 2 máy bay tuần tra biển Y-8, máy bay cảnh báo sớm KG-500 cũng như CH-4 và WZ-7, máy bay không người lái quân sự, theo Cơ quan Quốc phòng Đài Loan. Cơ quan này cho biết thêm rằng tổng cộng 71 máy bay Trung Quốc đã được phát hiện xung quanh hòn đảo và quân đội Đài Loan đã phản ứng thông qua việc giao nhiệm vụ theo dõi cho máy bay tuần tra chiến đấu trên không, tàu hải quân và hệ thống tên lửa trên đất liền. Cuộc diễn tập tấn công theo quân đội Trung Quốc diễn ra sau cuộc tập trận hải quân của một nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương gần Nhật Bản hôm vừa qua. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất. Căng thẳng xung quanh Đài Loan đã gia tăng rõ rệt trong năm nay. Theo sau chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8 là hàng loạt các cuộc tập trận quân sự từ phía Bắc Kinh.
Kể từ đó, Bắc Kinh đã tăng cường các chiến thuật gây áp lực quân sự mạnh mẽ lên hòn đảo này, đưa các máy bay chiến đấu bay qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, vùng biển ngăn cách Đài Loan và Trung Quốc và tiến vào vùng nhận dạng phòng không AEGIS. Trước đó, ông Biden đã gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia. Sau đó, ông Biden mô tả cuộc họp kéo dài 3 giờ là cởi mở và thẳng thắn. Các cuộc đàm phán song phương chính thức về hợp tác khí hậu dự kiến sẽ được nối lại là một phần trong loạt thỏa thuận rộng lớn hơn giữa ông Biden và ông Tập, với việc Trung Quốc trước đó đã tạm dừng các cuộc đàm phán như một phần để trả đũa chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Trong thời buổi cạnh tranh giữa các quốc gia trở nên gay gắt, cứ quả đấm của ai to thì người đó có tiếng nói trên chính trường quốc tế. Điều đó đồng nghĩa với việc muốn có chỗ đứng thì phải cứng được chỗ đó. Mà cái chỗ đó của chúng ta đang mắc tới ở đây chính là vũ khí, quân sự và chiến thuật, mà Việt Nam từ thời đi chân đất đã chưa bao giờ ngán ai ở mảng này. Nhưng so với việc sâu hết của nà ra, dằn mặt thiên hạ như nước nào đó thì chúng ta lại chọn cách im hơi lặng tiếng nhiều hơn. Thế nên khi nước bạn có muốn thăm dò thực lực thì cũng chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng gần đây, các anh bạn phi công Lào khi nhận phỏng vấn lại lỡ mồm trên sóng mà nói toẹt hết ra nhiều bí mật về không quân Việt Nam. Sự thật bỗng dưng được bật mí, khiến nhiều người hoang mang. Các bạn có tò mò phi công Lào nói gì về phi công và không quân Việt Nam hay không? Hãy cùng Tin Mới đi tìm hiểu ngay nhé! Có thể các bạn đã biết, trong khoảng thời kỳ gian khổ dựng nước và giữ nước của Việt Nam, chúng ta đã từng phải vác gậy, vác cuốc lên để đánh nhau với cơ số láng giềng từ gần như Trung Quốc, Thái Lan cho tới xa tít nửa bán cầu như Mỹ và Pháp. Trong suy nghĩ của mấy anh bạn người Tây khi đấy thì Việt Nam chả khác gì mấy thằng nhà quê chỉ biết làm ruộng với chơi trọi gà. Thế nên họ chắc chắn rằng kèo này dễ chơi. Nhưng ai mà ngờ được có ngày các ông lớn của thế giới lần lượt bể máy ở đất nước Việt Nam. Không những thua mà còn thua tâm phục khẩu phục. Cho tới bây giờ, khi nhắc về lính Việt Nam, các nước vẫn không thôi trầm trồ thán phục. Trong số đó không thể bỏ qua Lào, người anh em cây khế thân thiết của Việt Nam, anh bạn Lào đã có những tiết lộ khó tin với báo chí về lực lượng không quân đỉnh của chóp mà Việt Nam đang sở hữu. Gần đây, thế giới đã phải bất ngờ khi nghe tin Lào đổ thêm tiền vào cho quân đội. Tuy có quy mô nhỏ bé, nhưng cũng có đầy đủ các thành phần từ lục quân tới pháo binh, xe tăng, thiết giáp, cho tới không quân tiêm kích, vận tải và tên lửa phòng không. Chính phủ còn không ngại mạnh tay trang bị thêm cho chiến cơ hàng khủng MiG-26. Chiếc trực thăng lớn nhất mà thế giới từng chế tạo. Với con hàng này thì đủ để Lào vênh mặt lên khi ngồi trên bàn với nhiều nước khác. Nhưng ấy thế mà, chỉ cần nhắc tới Việt Nam là nước này lại khen không ngớt lời. Nhất là khi được hỏi về không quân Việt Nam, các sĩ quan không quân Lào đều có chung nhận xét. Không quân Việt Nam, trong đó có các phi công quân sự Việt Nam rất giỏi, nhất là trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi đó, các phi công tiêm kích của không quân Việt Nam non trẻ đã khiến cho các phi công sừng sỏ của Mỹ phải nể phục. Trên thực tế thì không chỉ có Lào mà cả thế giới đã phải ngả mũ thán phục sức chiến đấu của các chiến binh của quân ta. Nếu các bác gặp ai dám nghi ngờ về điều đó thì cứ đập vào mặt chúng nó cái video này. Cho chúng nó xem trong trận Điện Biên Phủ trên không hay trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh, không quân Việt Nam đã làm được gì. Nhìn vào đống sắt vụn B-52 rơi vãi đầy trên các đồng ruộng sau trận chiến với các phi công Mỹ mà xem, nhờ vào trận đánh đó mà không quân Việt Nam đã mang về cho bà con làng xóm hàng trăm tấn sắt vụn từ máy bay không kích của chúng. Theo tính toán của dân Đông Lào, thì đó thì một chiếc cánh của con Phantom đã có thể đúc tới 7 chiếc nồi, 10 chiếc chảo và thêm một bộ đồ ăn dành cho 12 người. Chứ chưa nói đến con B-52 to gần gấp đôi chiếc Phantom. Vào khoảng giữa tháng 12 năm 1972, khi các anh Mỹ tự nhận là Việt Nam ngoài chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 ra thì chẳng có gì để cân được B-52 của chúng nó. Nên bọn này bắt đầu truy lùng tất cả các đường bay nhằm cản trở việc MiG-21 của ta cất cánh. Các hoạt động của máy bay B-52 phần lớn là những trận tấn công ban đêm. Vì thế, từ cuối những năm 1960, quân chủng phòng không không quân đã nhận định nếu ta có được lực lượng bay đêm giỏi, máy bay Mỹ sẽ không thể làm mưa làm gió. Tháng 7 năm 1968, cấp trên quyết định thành lập phi đội bay đánh đêm, gồm nhiều thế hệ bay khác nhau nhưng phần lớn là các phi công mới tốt nghiệp. Năm 1968, tuy chỉ có số giờ bay khoảng 200 giờ, không quân nhân dân Việt Nam có hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ cơ bản là phá đội hình gây nhiễu và đội hình tiêm kích, yểm hộ máy bay B-52 để radar và tên lửa phòng không vạch nhiễu, diệt thù.
Nhiệm vụ còn lại cũng rất quan trọng là trực tiếp tiêu diệt B-52. Đây không chỉ là mệnh lệnh quân sự mà còn là nhiệm vụ chính trị. Trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, các phi công phi đội bay đánh đêm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bắn rơi 2 chiếc máy bay chiến lược B-52, lập nên những chiến tích huyền thoại đã được nhắc đến. Trận đánh này là chiến công đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam, bắn bị thương máy bay bất khả xâm phạm B-52. Trận đánh khẳng định máy bay MiG-21 của Không quân Nhân dân Việt Nam có thể tiêu diệt được máy bay B-52. Một cựu phi công MiG-21 lão luyện của Không quân Lào hiện đang là trung tá công tác tại Bộ Tư lệnh Không quân Lào. Dù đã ngoài 60, nhớ lại ngày mình còn đi học ở Việt Nam, khi nghe tin Không quân Việt Nam đánh thắng Không quân Mỹ, cả trường hò reo mừng rỡ, không hề có sự phân biệt giữa các bạn Lào hay Việt Nam, đều sướng như nhau. Sau này, anh được đi học phi công MiG-21 ở Liên Xô và bay trên dòng tiêm kích huyền thoại này. Đến tận năm 2005, trước khi về công tác tại Bộ Tư lệnh Không quân Lào, anh kể, mình vẫn theo dõi thường xuyên những bước lớn mạnh của Không quân Việt Nam và đánh giá rất cao trình độ làm chủ vũ khí của các phi công tiêm kích phản lực MiG-21, Su-22, Su-27 và Su-30 MK2. Chúng tôi phải công nhận là phi công Việt Nam cực đỉnh trong khoản này. Còn nhớ trong vụ đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 1975 của phi đội Quyết Thắng, những người phi công chỉ mất có 5 ngày để huấn luyện chuyển loại máy bay từ con MiG do Liên Xô tài trợ chuyển thành chiếc A-37 mà ta vừa tịch thu của địch. 5 ngày để thành thạo một chiếc A-37 bên trên toàn tiếng Tây gần như trở thành nhiệm vụ bất khả thi cho các phi công lúc đó. Nhưng các anh lính của chúng ta cân tất trong thời gian quy định, không những hoàn thành khóa học lái cấp tốc mà còn diệt con ổ máy bay của địch đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đánh bất ngờ khiến lính Mỹ đang ăn nhậu bên trong trở tay không kịp và mất trắng cả đường băng. Ngoài tình đồng chí keo sơn trong thời chiến, lý do to nhất khiến Việt Nam và Lào vẫn duy trì được mối quan hệ hợp tác cho tới bây giờ là nhờ vào việc học. Hiện nay, phần lớn các sĩ quan phi công trực thăng chỉ huy tham mưu phòng không không quân của Lào đều được đào tạo và tốt nghiệp từ lò luyện phi công của Việt Nam. Sau 2 năm đầu học lý thuyết và năm 3 làm quen với máy bay Yak-52, năm học thứ 4, học viên được huấn luyện thực hành tại đây với máy bay L-39 hoặc trực thăng Mi-8. Các học viên đang được điều khiển máy bay L-39 là những học viên xuất sắc được tuyển chọn rất gắt gao để khổ luyện thành phi công chiến đấu giỏi, hướng đến lái những chiến đấu cơ hiện đại. Vì vậy, số lượng học viên đầu vào đến lúc huấn luyện trên máy bay chỉ còn 1/3 là đủ năng lực. Điều kiện học là máy bay phản lực, yêu cầu tới phi công chiến đấu, yêu cầu kỹ thuật tinh nhuệ và nguy hiểm hơn rất nhiều khi bay lộn vòng chiến đấu, bổ nhào, lên gấp, bay xoắn với cả trăm bài bay khác nhau. Để rèn luyện thể lực, ngay từ đầu học viên phải tập luyện các bài khó như xoay vòng ly tâm, vòng quay trụ, đu quay. Tốc độ quay càng nhanh, số vòng càng nhiều sẽ là cách để học viên rèn luyện tiền đình. Tiền đình vững là điều kiện bắt buộc đối với phi công quân sự khi bay ở độ cao hàng ngàn mét và thực hiện các động tác bay chiến đấu. Học viên phải học nhảy dù từ trực thăng để làm quen độ cao. Bởi thế nên chỉ cần vào lò luyện của trường sĩ quan không quân Việt Nam thì dù là tay mơ hai gà mờ nhất Đông Nam Á thì sau khi tốt nghiệp cũng trở thành những phi công là máy bay thiện chiến nhất nhì trong quân đội. Theo báo cáo mới nhất của Fly Global, hiện nay trên thế giới có tổng cộng 23.271 máy bay quân sự đang trong biên chế quân đội các nước. Mỹ vẫn là quốc gia có đội máy bay quân sự lớn nhất với 13.246 chiếc, vượt xa hai cường quốc kế cạnh là Nga và Trung Quốc. Nhưng Việt Nam cũng không phải dạng vừa khi liên tục mạnh tay chi tiền cho lực lượng không quân. Riêng không quân Việt Nam đang nắm giữ nhiều máy bay quân sự tiêm kích, trực thăng, tấn công đáng chú ý. Về máy bay chiến đấu, Việt Nam hiện có 34 cường kích ném bom Su-22 cánh cụp, cánh xòe do Liên Xô phát triển trước đó. Ngon hơn thì có thể kể tới 41 chiếc Su-27-30 thuộc các dòng tiêm kích đa nhiệm 2 chỗ ngồi bay trong mọi thời tiết, chuyên thực hiện các nhiệm vụ không chiến và đánh chặn từ xa. Để tăng thêm độ chiến thì không lâu trước đó, chúng ta đã ra tiền để tậu về bộ đôi tiêm kích huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga và L-39NG của Cộng hòa Séc. Con hàng này được Séc dự tính chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2022-2023. Ngoài ra, phía Nga cũng đã bàn giao 6 chiếc Yak-130 cho Việt Nam và dự kiến hoàn thành toàn bộ đơn hàng trong năm 2021. Là bản sao của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 5, Yak-130 đáp ứng 80% mục tiêu huấn luyện phi công tiêm kích với khả năng mang theo tên lửa không đối không cũng như tên lửa và bom có điều kiện. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu vận hành đồng bộ Yak-130 và L-39NG.
Có thể thấy những đánh giá khách quan đầy thiện chí của phi công Lào dành cho phi công và không quân Việt Nam đã phần nào cho thế giới biết rằng việc dây vào một đội quân có lực sát thương mạnh như Việt Nam là điều cần phải cân nhắc kỹ càng. Dù sao thì không quân vẫn luôn là lực lượng quan trọng bậc nhất trong chiến tranh. Việc sở hữu lực lượng không quân hiện đại và mạnh mẽ có thể giúp một quốc gia nắm được nhiều lợi thế trong giao tranh và đàm phán. Chắc các bạn cũng đã biết là cách đây ít lâu đã có rất nhiều tin đồn nói về việc đảo chính để lật đổ chiếc ghế của ông Tập Cận Bình tại Trung Quốc. Nhưng kết quả là ông Tập Cận Bình vẫn ngồi vững chắc trên chiếc ghế quyền lực tối cao của mình trong ít nhất là 5 năm nữa, đã không có đảo chính hay thanh trừng như những tin đồn trước đó. Sau khi đã nắm chắc quyền lực trong tay, ông đã có một bài phát biểu rất hùng hồn trước mặt bá quan văn võ tại Đại lễ đường Nhân dân trong kỳ đại hội này. Trong đó có một trích đoạn rất đáng chú ý, chúng tôi xin được tạm dịch như sau. Ông Tập đã nói rằng bánh xe lịch sử của việc tái thống nhất đất nước và chấn hương quốc gia đang tiến về phía trước, và với việc tái thống nhất hoàn toàn tổ quốc phải đạt được và phải đạt được. Các bạn nghĩ sao về lời phát biểu này của ông Tập? Còn chúng tôi thì chỉ có một cảm nhận là Đài Loan sắp toang rồi. Rất có thể là trong năm 2023, Trung Quốc sẽ vũ thống hòn đảo này. Mỹ thì cũng đang rất muốn Trung Quốc bụp Đài Loan, muốn kéo Trung Quốc vào vũng lầy chiến tranh để thanh toán hai đối thủ đầy nặng nợ là Nga và Trung Quốc. Cuộc tranh hùng tam quốc diễn nghĩa giữa ba đại cường Mỹ, Nga, Trung đang đến hồi cao trào và nó khó lòng tránh khỏi cái bẫy sau. Đó là các cường quốc mới nổi muốn xoán ngôi bá chủ của các cường quốc lâu đài thì ắt sẽ phải chiến tranh. Các sự kiện trong lịch sử phát triển của loài người đã chứng minh rằng điều đó là hệ quả tất yếu của hai chữ quyền lực. Chỉ có điều ngày nay nó khác một chút so với thời xưa, đó là các đế chế không đem quân xâm phạm lãnh thổ của nhau một cách trực tiếp. Nó khác hoàn toàn so với kiểu chiến tranh sử dụng vũ khí lạnh thô sơ như thời xưa. Ngày nay thì việc bắn giết nhau đã được nâng tầm lên một cấp độ tinh vi hơn, với những vũ khí hủy diệt theo kiểu chiến tranh bấm nút rất nhẹ nhàng nhưng thảm họa gây ra thì gấp hàng triệu lần so với đao kiếm và giáo mác. Trong khi đó, bộ ba Mỹ, Nga, Trung đều là những siêu cường đã sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là những thứ nguy hiểm có thể đưa cả nhân loại đi lùi về thời đồ đá rất nhanh. Vì để khẳng định vị trí của mình trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực, họ chỉ có thể dùng chiến tranh ủy nhiệm mà thôi, tức là phân định thành bại của các siêu cường sẽ được quyết định trên một chiến trường ủy nhiệm nào đó. Việt Nam chúng ta đã có một quá khứ đau thương khi người Mỹ coi chúng ta là một tiền đồn để ngăn chặn làn sóng đỏ ở Đông Nam Á. Và hậu quả sau đó thì ai cũng biết, một cuộc chiến giữa khối xã hội chủ nghĩa với khối tư bản đã xới tung từng tấc đất của Việt Nam với hàng triệu tấn bom đạn bằng cả Thế chiến thứ nhất và thứ hai cộng lại. Thật là đau thương đến nỗi không có gì mô tả nổi. Và trong lịch sử hiện đại ngày nay, Ukraine cũng đang trở thành một chiến trường ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga. Chiến trường giữa Mỹ và Trung Quốc rất có thể sẽ là Đài Loan hoặc Biển Đông, hoặc một lần nữa bán đảo Triều Tiên sẽ trở lại thành điểm nóng. Chung quy lại, chiến tranh do xung đột quyền lực giữa các đế chế luôn là điều tồn tại trong lịch sử phát triển của loài người, không thể tránh được. Bởi quyền lực là thứ không thể san sẻ và nó là thứ làm cho con người say đắm nhất. Có quyền lực là có tất cả. Sự suy tàn của một đế chế và sự trỗi dậy của một đế chế khác đều dẫn đến xung đột. Ông Tập Cận Bình và Putin đều là những người tham vọng. Họ đều muốn để lại những dấu ấn lớn trong lịch sử. Với Trung Quốc thì việc tấn công Đài Loan trong khi ông Tập còn tại vị gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Ông Tập đang đợi Nga xử lý Ukraine xong thì ông Tập sẽ đúc rút kinh nghiệm để phản ứng với Mỹ. Cùng với đó thì Trung Quốc cũng chuẩn bị tài lực cho trận chiến này rất kỹ càng. Màn phô diễn vây chặt Đài Loan vào tháng 8 năm nay cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc vũ thống này rất kỹ càng. Bằng cách phát triển năng lực đóng tàu chiến ở mức đáng gờm, từ hàng chục năm qua, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy với khả năng bao vây, cô lập hòn đảo này thì Trung Quốc sẽ khiến Đài Loan trước hết là sụp đổ về kinh tế. Không thể giao thương với nước ngoài và không nhận được vũ khí hỗ trợ của phương Tây để bổ sung cho chiến trường. Điều mà trước đây Trung Quốc không thể làm được thì nay là họ đã đạt được với những bước tiến rất đáng nể trong lĩnh vực đóng tàu. Với kiểu đánh bao vây này thì năng lực kinh tế và quân sự của Đài Loan sẽ tụt nhanh hơn cả tù quân. Với khả năng suy giảm như vậy, quốc đảo này có nguy cơ phải hứng chịu các đợt tên lửa bắn ra từ đại lục mà không có cách nào phản kháng dẫn đến nguy cơ phải dừng cờ trắng đầu hàng.
Câu hỏi là vì sao khi đạt những năng lực như vậy mà Trung Quốc vẫn chưa tấn công Đài Loan một cách quyết đoán như Nga tiến hành chiến tranh ở Ukraine? Thực ra thì Trung Quốc có rất nhiều vấn đề nội bộ cần phải giải quyết bên trong trước khi động binh với Đài Loan. Nếu làm không tốt công tác nội bộ, Trung Quốc sẽ rơi vào nổi loạn, bất ổn, chia năm xẻ bảy. Kịch bản vui nhất là khi Trung Quốc đánh Đài Loan và thất bại, bị cả thế giới lên án. Cấm vận kinh tế lao dốc dẫn chúng bất mãn biểu tình thì các khu tự trị như Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng và một số khu vực khác nữa sẽ đồng loạt bạo loạn, lật đổ chính quyền để giành độc lập. Nội bộ chính quyền Trung ương Trung Quốc sẽ có những mâu thuẫn chỉ trích lẫn nhau một cách sâu sắc và dẫn đến chính biến, cuối cùng là vương triều của ông Tập Cận Bình sẽ sụp đổ. Nói về cách tiến hành chiến tranh với Đài Loan thì nội bộ Trung Quốc sẽ cũng có rất nhiều bất đồng và đấu đá phe phái với nhau. Họ đang tranh giành khốc liệt chiếc ghế quyền lực của ông Tập. Cuộc đối đầu giữa ông Tập Cận Bình và phe Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng hiện vẫn đang tiếp diễn. Phe Giang phái thì có những mối quan hệ làm ăn, móc nối với tư bản phương Tây, còn phe Tập Cận Bình thì đi theo chủ nghĩa dân tộc. Muốn chấn hưng đất nước với tiêu đề là giấc mộng Trung Hoa hay còn gọi là Trung Quốc mộng. Vậy nên, nếu đánh Đài Loan thì ông Tập Cận Bình sẽ rất dễ rơi vào thế nội công ngoại kích khi địch ở ngay trong nhà mình. Điều đó lý giải cho việc vì sao máy bay của bà già 82 tuổi Pelosi đến Đài Loan, Trung Quốc đã không bắn hạ máy bay của bà này khi đã hạ cánh xuống sân bay Cao Hùng để kích động chiến tranh. Mặc dù trước đó họ đã rất mạnh mồm tuyên bố đây là lằn ranh đỏ mà Mỹ không thể bước qua, và sau đó thì Mỹ đã trà đạp lên nó giống như một cái thảm chùi chân vậy. Rõ ràng là Mỹ đang rất muốn Trung Quốc đánh Đài Loan để đưa ông Tập Cận Bình vào thế nội công ngoại kích, muốn Trung Quốc xa lầy ở Đài Loan. Rõ ràng là chiến lược bao vây đảo Đài Loan rất hiệu quả, nhưng để làm được điều này thì cần mất ít nhất là 6 tháng. Trong khi đó, nếu không cẩn thận thì một đoàn xe quân sự dài hơn 60 cây số của phe Giang Trạch Dân sẽ kéo về Bắc Kinh hỏi tội Tập Cận Bình như những tin đồn trước đó là điều rất có khả năng xảy ra. Vậy nên khả năng Trung Quốc đánh Đài Loan sẽ chỉ xảy ra sau khi ông Tập Cận Bình thâu tóm hoàn toàn quyền lực trong tay giống như ông Putin và đánh dập đầu con rắn của phe Giang Trạch Dân. Dân Mỹ hoàn toàn không muốn điều này xảy ra bởi vì lúc đó ông Putin sẽ có thêm một đồng minh rất lợi hại để làm hậu phương tiêu thụ dầu và khí đốt rất mạnh ở phía sau. Lúc đó, việc tiêu diệt nước Nga sẽ càng khó trăm bề nhưng không phải là không có cách. Có một lần danh đỏ mà Mỹ đang tính đến để kích động cho Trung Quốc bụp Đài Loan, đó chính là việc công nhận Đài Loan độc lập. Đây là điều mà Trung Quốc sẽ không thể chấp nhận. Nếu ông Tập Cận Bình không có giải pháp đáp trả thì chiếc ghế quyền lực của ông ta sẽ lung lại tận gốc rễ nếu như ông ta cứ ngồi im. Nếu Đài Loan độc lập thì đây sẽ là cảm hứng cho các khu vực khác nổi dậy. Nếu không dẹp được Đài Loan thì lửa sẽ cháy đến tận Nam Trung Hải và Mỹ đang giáo giết chuẩn bị cho chiêu bài này hết sức công phu. Sau chuyến đi của bà già 82 tuổi thì bầy đàn ngoại giao của giới phương Tây kéo tới đây nườm nượp như đi hội. Các phái đoàn của Anh, Mỹ, Pháp, Đức hạ cánh xuống sân bay Cao Hùng của Đài Loan với tần suất dày đặc. Rõ ràng là họ đang đàm phán với nhau về một quy chế công nhận độc lập cho Đài Loan và các nước phương Tây sẽ hỗ trợ cho hòn đảo này trong trường hợp nó bị tấn công. Trong khi đó, ông Tập Cận Bình thì còn đang phải tìm cách dọn dẹp phe nhóm của Giang Trạch Dân ở trong nước. Quả thật là thế chân vạc Nga, Trung, Mỹ đã hình thành. Và có vẻ như Triều Tiên đã đánh hơi được điều gì đó nên họ cũng đã liên tục thử tên lửa ngay sau đó. Chắc có lẽ họ biết rằng khả năng Mỹ sẽ công nhận Đài Loan độc lập nên Trung Quốc đang phải tính đến phương án đánh Đài Loan để thống nhất đất nước trước khi hòn đảo này tuyên bố độc lập. Và có lẽ vì thế nên anh Kim Jong-un cũng muốn thống nhất cả Bắc Hàn. Cả Trung Quốc và Triều Tiên đều tỏ ra khá là tự tin với cái phao hột nhãn trước khi bước vào phòng thi để giải bài toán thống nhất đất nước trong lần này. Đây là giai đoạn mà Mỹ và phương Tây đang bận tối mắt tối mũi ở Ukraine để đối phó với Nga, và đó cũng là thời điểm thích hợp nhất cho Trung Quốc. Còn cá nhân chúng tôi thì cảm giác đây là một trò chơi chiến tranh vương quyền đầy thú vị. Thế giới ngả mũ, Việt Nam chế tạo thành công robot AI thông minh hơn con người. Các nhà khoa học Việt Nam vừa chế tạo được robot trí nhân, tích hợp công nghệ tìm kiếm Google có thể giải toán, đọc thơ, thậm chí là trêu đùa với người đối diện. Sản phẩm ứng dụng công nghệ AI này của chuyên gia về trí tuệ nhân tạo Phạm Thành Nam còn được nhận định có thể vượt người máy nổi tiếng Sophia.
Nghe thật sốc phải không? Tin mới cũng không ngờ Việt Nam đã có thể phát triển với công nghệ khoa học cao đến như vậy. Điều này đã khiến thế giới còn phải ngưỡng mộ và nể phục. Vậy hôm nay hãy cùng Tin mới đi tìm hiểu kỹ hơn về con robot mà Việt Nam sáng chế ra nhé! Thông tin về robot ứng dụng công nghệ AI đầu tiên được phục vụ giáo dục mang tên Trí Nhân của chuyên gia về trí tuệ nhân tạo Phạm Thành Nam cùng cộng sự Phạm Minh Toàn được giới thiệu gần đây ở diễn đàn công nghệ giáo dục Edu 4.0, hay như triển vọng sản xuất được camera an ninh bằng trí tuệ nhân tạo thời gian qua của tập đoàn BKV và công ty Hanet là những minh chứng rõ nhất về sức mạnh của AI được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế xã hội. Quý vị thân mến, về robot trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Việt Nam phục vụ giáo dục Trí Nhân, nhóm chuyên gia chế tạo cho biết đây là người máy AI đầu tiên của Việt Nam thuộc dòng robot cao cấp với các đặc điểm giống người. Tác giả Phạm Thành Nam cho biết robot Trí Nhân hội tụ rất nhiều công nghệ tiêu biểu của cách mạng công nghiệp 4.0, gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vạn vật kết nối, điện toán đám mây in 3D, chuỗi khối, thực tế ảo, thực tại tăng cường, siêu máy tính, robot tin, sinh học. Robot này cao 1,8m, được in 3D với 5 giác quan, cùng các yếu tố mô phỏng sinh học như tim, phổi nhân tạo và cả chuỗi AND. Theo nhóm nghiên cứu cho biết, cụ thể Trí Nhân có thị giác, 2 camera trong mắt, thính giác, mảng micro tầm xa, khứu giác, cảm biến chất lượng không khí, xúc giác, các cảm biến áp suất, nhiệt độ và độ ẩm và vị giác, đồng hồ đo điện với cơ chế chống độc. Robot Trí Nhân có hỗ trợ không dây cho Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, BLE, Bluetooth Matrix The Width 802.15.4 ANT và 2.4 GHz. Tác giả của công trình này cho biết robot Trí Nhân có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt và tiếng Anh, dịch các từ hoặc câu sang nhiều ngôn ngữ khác, hoạt động đồng thời như một trợ lý hữu hiệu và một người bạn thân. Trí Nhân có thể cảm nhận cảm xúc, có trái tim trong ngực và một mô phỏng chuỗi xoắn kép ADN với mạch tốt đẹp pha mạch xấu xa. Đáng chú ý, Trí Nhân cũng có tính năng nhận diện khuôn mặt và đo nhịp tim người đối diện. Với việc tích hợp với công cụ tìm kiếm, Google có thể giải toán, đọc thơ, thậm chí là trêu đùa với người đối diện. Còn có ý kiến nhận định rằng Trí Nhân có thể vượt xa Sophia. Theo nhóm tác giả nghiên cứu và phát triển robot này, nhờ tận dụng được sức mạnh tìm kiếm của Google, Trí Nhân có thể trả lời được kiến thức của hầu hết những lĩnh vực. Trí Nhân chính là người máy AI của Việt Nam hướng đến việc phục vụ giáo dục bằng cách hỗ trợ đắc lực cho việc dạy và học của giảng viên và học sinh, sinh viên thông qua giải đáp, giải toán và trợ giảng. Chuyên gia AI Phạm Thành Nam cho Thanh Niên biết. Nhóm tác giả cũng cho hay lấy cảm hứng từ robot Trí Nhân, robot AI thứ hai mang tên là Hồng Tâm, phục vụ lĩnh vực y tế, mang triển vọng hoàn chỉnh hơn cả Trí Nhân. Chính dịch Covid-19 đã khiến chúng tôi có thêm ý tưởng về robot Hồng Tâm. Với Trí Nhân và Hồng Tâm, chúng tôi sẽ để chúng phục vụ lợi ích cộng đồng, không phải vì mục đích thương mại, chuyên gia Phạm Thành Nam nêu rõ. Trong khi đó, vừa qua, cùng với lô camera AI View của BKV xuất khẩu đi Mỹ, Hanet AI Camera cũng gây được sự chú ý rất lớn. Theo dữ liệu công bố của nhà sản xuất, camera AI của Hanet có khả năng xử lý nhận diện ngay lập tức cho 50.000 khuôn mặt với tốc độ nhận diện là dưới 0,25 giây, khoảng cách nhận diện từ 1 đến 4 mét. Phía đơn vị sản xuất cũng khẳng định khả năng nhận diện chính xác của camera Hanet lên tới 99,9%. Dù có đeo khẩu trang hoặc kính mắt thời trang cũng vẫn có thể nhận dạng và tuyệt đối không xảy ra tình trạng nhận diện nhầm. Đáng chú ý, Hanet AI Camera được trang bị đèn LED và loa có khả năng cảnh báo nhân viên hoặc người lạ. Camera của Hanet sử dụng công nghệ kết nối không dây, dễ dàng lắp đặt, di chuyển và có khả năng phân biệt độ tuổi giới tính. Hanet cũng bày tỏ, nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo phân loại sự kiện nên người dùng có thể xem lại video nhanh chóng, không cần phải ngồi dò lại theo thời gian. AI Camera có khả năng trở thành công cụ trọng tâm và đầu tiên của việc chuyển đổi số doanh nghiệp khi mà các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu trực tuyến được triển khai một cách dễ dàng và tự nhiên vào doanh nghiệp. Nhà sáng lập của Tank Carrio Trần Viết Quân chia sẻ về camera an ninh ứng dụng công nghệ cao trí tuệ nhân tạo. Quý vị thân mến, tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học AI hàng đầu Việt Nam và thế giới đánh giá về tiềm năng ứng dụng công nghệ AI vào nền kinh tế Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế số, nâng cao vị thế đất nước. Theo tiến sĩ Bùi Hải Hưng, Viện trưởng Viện VinAI Research thuộc tập đoàn Vingroup Việt Nam có tên trên bản đồ AI thế giới,
Điều quan trọng hơn là nhờ nền tảng công nghệ AI tạo dựng niềm tin về trí tuệ và tương lai, bản lĩnh người Việt có thể làm những điều lớn lao, kỳ diệu như bao dân tộc khác. Trong ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI4VN đã chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội này mang chủ đề trí tuệ nhân tạo ứng phó với đại dịch COVID-19. Đây là sự kiện thường niên nơi các nhà khoa học công nghệ chia sẻ những sáng kiến, thành tựu, ý tưởng mới về trí tuệ nhân tạo AI, tiềm năng ứng dụng cũng như đề ra giải pháp để phát triển lĩnh vực công nghệ AI cho Việt Nam bằng cách kết nối các thành phần bên trong hệ sinh thái từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ startup đến cộng đồng AI. Tham dự hội nghị lần này có ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng với hơn 500 chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp startup. Được biết, hội nghị AI4VN do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, báo điện tử VietExpress phối hợp tổ chức với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ Australian Hydrogen Program, nhà tài trợ Kim Cương Vietinbank, nhà tài trợ vàng VBGATA, nhà tài trợ vàng FPT, nhà tài trợ bạc VIB, nhà tài trợ bạc Pineco. Cùng với việc hội tụ nhiều công nghệ như Big Data, công nghệ điện toán đám mây Deep Learning, AI đã ngày càng trở nên gần với cuộc sống, mang đến những thành tựu mới để làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, việc tiếp cận với AI hiện nay không đơn thuần chỉ là câu chuyện của các nhà nghiên cứu, của các nhà toán học hay các chuyên gia công nghệ thông tin. Việt Nam rất gần AI, cần tiếp cận với AI ở góc độ rộng hơn như quản lý nhà nước, chính sách, khuôn khổ pháp luật, nguồn nhân lực, hạ tầng và nguồn tài sản mới ngày nay là dữ liệu. Theo ông Duy, sự bùng phát và lan rộng của đại dịch COVID-19 đã mang đến cho AI những cơ hội phát triển lẫn thách thức trong tương lai. Đây là cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn bao giờ hết. Trước kia, Việt Nam thường phải mất hơn 10 năm để quảng bá, triển khai việc học e-learning. Trong khi đó, ngày nay, chỉ tính riêng trong tháng 3, việc học trực tuyến được triển khai đồng loạt cấp tiểu học, trung học đến bậc đại học. Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết, nhiều cơ quan đơn vị nhà nước cũng chuyển phương thức hội họp sang trực tuyến. Mới đây, hội nghị cấp cao ASEAN do Việt Nam là chủ nhà cũng được tổ chức theo hình thức trực tuyến này. Chủ đề AI4VN năm nay tập trung vào việc tìm ra giải pháp để ứng dụng AI, kết nối sự trở lại của các doanh nghiệp, thúc đẩy sự trở lại của nền kinh tế. Chỉ có như vậy, người dân, người lao động mới có được cuộc sống trở lại bình thường mới. Và như vậy, tin mới có thể tin rằng chúng ta đã tạo ra rất nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển AI ở Việt Nam trong tương lai. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành chương trình chuyển đổi số. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một trong những tỉnh thành phố đầu tiên phê duyệt chương trình chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Trong đó, trọng tâm là chương trình thúc đẩy ứng dụng AI tại thành phố. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ kết nối các nguồn lực từ cộng đồng quốc tế, các bộ ngành trung ương và cộng đồng nghiên cứu khoa học để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo và nhất là ứng dụng công nghệ AI vào các lĩnh vực quản trị nhà nước, dịch vụ công, sản xuất kinh doanh cũng như các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Ông Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh, với sự kiện hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn lắng nghe các tầm nhìn, kinh nghiệm từ cộng đồng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo để chia sẻ những tri thức đó, hướng đến những ứng dụng cụ thể cho chương trình phát triển của thành phố trong thời gian tới. Ông Dũng mong muốn sau sự kiện này biến những tri thức về trí tuệ nhân tạo thành hành động cụ thể, đưa những ứng dụng trí tuệ nhân tạo thành hiện thực tại thành phố cũng như trên khắp Việt Nam. Trình bày tham luận tại hội nghị, người từng nhận giải thưởng Turing được coi như giải Nobel về máy tính. Giáo sư Joshua Benzo, thành viên sáng lập Element AI Canada cho rằng, việc xây dựng thế mạnh tri thức trong các lĩnh vực trong đó có AI và đặc biệt quan trọng với các nước đang phát triển. Trong tương lai, phát triển kinh tế sẽ gắn liền với phát triển công nghệ và chính công nghệ sẽ tạo ra nhiều thay đổi cho nền kinh tế cũng như tạo ra nhiều dịch vụ. Trong các bãi ngầm ở Biển Đông của Việt Nam có nhà già DK1 đóng giữ, nếu như bãi Tư Chính được ví như là tiền đồn của vùng dầu khí ở khu vực phía Nam của Biển Đông, thì bãi Cà Mau lại là bãi ngầm có vị trí khá cách biệt so với những bãi ngầm còn lại và nó đóng vai trò như một căn cứ chiến lược để đối phó với Thái Lan cũng như là tiền đồn dầu khí ở vịnh Thái Lan của nước ta. Trong video về tỉnh Cà Mau thì tin mới có nhắc sơ qua về bãi ngầm này rồi, nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn nhé. Vị trí và đặc điểm.
Đầu tiên là vị trí và đặc điểm của bãi Cà Mau. Bãi Cà Mau hay là bãi cạn Cà Mau là một bãi ngầm trong vịnh Thái Lan nằm về phía tây nam của mũi Cà Mau. Cụ thể thì bãi ngầm này nằm ở tọa độ 8 độ 14 phút 10 giây bắc, 104 độ 48 phút 40 giây đông. Theo các tài liệu trên mạng hay là wiki, bãi Cà Mau cách mũi Cà Mau 110 hải lý, tức khoảng 204 km. Điểm gần nhất cách mũi Cà Mau 70 hải lý, khoảng 130 km. Trong một số bản đồ quốc tế, bãi Cà Mau nằm ngay trên khu vực của vịnh Thái Lan và cách mũi Cà Mau từ 46 đến 91 km. Tuy nhiên, các số liệu này chưa đúng cũng như chưa thể hiện rõ được kích thước và hình dạng của bãi ngầm này. Theo các dữ liệu mà team mới tìm được trên tập bản đồ địa hình của Việt Nam, đối chiếu với các tọa độ trên Google Maps, thì thực tế mũi Cà Mau cách điểm xa nhất của bãi Cà Mau khoảng 145 km và cách điểm gần nhất của bãi này khoảng 60 km. Bãi Cà Mau có chiều dài khoảng 105 km, chiều rộng lớn nhất vào khoảng 30 km, tổng diện tích lên tới 1.000 km2, còn độ sâu thì dao động từ 14,6 cho đến 18,3 m. Về mặt hành chính, vị trí bãi Cà Mau thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau. Quá trình xây dựng. Quá trình xây dựng nhà giàn DK1 tại bãi Cà Mau như trong video về bãi tư chính, tin mới có đề cập đến. Sau sự kiện Gạc Ma năm 1988, chúng ta đã sớm nhận thức rằng Trung Quốc sẽ sớm bành trướng sang các đảo khác ở Trường Sa và có thể nhòm ngó sang các khu vực khác ở Biển Đông, nhất là khu vực ở thềm lục địa phía Nam, nơi Việt Nam chúng ta đang tiến hành khai thác dầu khí. Cũng trong khoảng thời gian này, ở vùng nước lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia, tình hình cướp biển trên vùng biển này diễn ra phức tạp. Phía Campuchia cho tàu thuyền có vũ trang tăng cường hoạt động và bắt nhiều tàu ngư dân của ta để phạt. Còn Thái Lan thì tăng cường lực lượng hải quân và không quân bảo vệ cho các đoàn tàu đánh cá hoạt động trên vùng biển chồng lấn ở vịnh Thái Lan. Lợi dụng tình hình quản lý và kiểm soát của ta còn bất cập cũng như là vấn đề ở quần đảo Trường Sa nên các tàu đánh cá của Thái Lan thường xuyên xâm nhập vùng biển của ta bắt trộm hải sản. Vùng tứ giác Thổ Chu, Phú Quốc, Nam Du, Hòn Chuối là trung tâm đánh bắt cá của các tàu cá Thái Lan, có công suất lớn và có khi họ đánh bắt cá cách quần đảo Nam Du chỉ 5-6 hải lý. Đặc biệt là từ năm 1991 cho đến năm 1996, vùng biển Tây Nam trở thành điểm nóng tranh chấp ngư trường khi bị ta ngăn chặn mạnh các tàu chiến và máy bay của Hải quân Hoàng gia Thái Lan sẽ đi theo bảo vệ tàu cá, sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng ngay cả trên vùng biển của Việt Nam. Các tàu Hải quân Mỹ cũng thường xuyên qua lại khu vực này để có thể hỗ trợ cho Hải quân Thái Lan mở rộng hoạt động, gây mất ổn định, uy hiếp chủ quyền vùng biển và hải đảo của nước ta ở phía Nam. Với tầm nhìn chiến lược, sau khi phát hiện ra 7 bãi ngầm, trong đó có bãi bùn Cà Mau, Việt Nam đã chủ trương tiến hành xây dựng các công trình trên tất cả các bãi ngầm với tên gọi là Trạm Dịch vụ Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật gọi tắt là Công trình DK1. Thế nhưng chưa kịp tiến hành xây dựng các nhà giàn tại bãi Cà Mau thì một cuộc đụng độ giữa cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Thái Lan đã diễn ra. Cần lưu ý rằng khi nhìn trên bản đồ thì bãi Cà Mau nằm ở gần cửa vịnh Thái Lan và gần với lãnh thổ đất liền của nước ta. Cụ thể, điểm gần nhất của bãi ngầm này chỉ cách đường biên giới trên biển của nước ta khoảng 21 km, tức là ngay trên vùng biển tiếp giáp và điểm gần nhất cách đường biên giới trên biển của Thái Lan lên đến 180 km. Và sự việc diễn ra như sau. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 3 năm 1993, con tàu gỗ của Công an Nhân dân Vũ trang tỉnh Minh Hải, nay là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đang neo đậu tại bãi cạn Cà Mau, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển Tây Nam của nước ta. Bất ngờ bị tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tấn công, khi mà đồng loạt các loại súng pháo trên tàu nước này quay nòng nã đạn như mưa sang tàu của ta. Do tàu của ta chỉ được trang bị súng tiểu liên AK, hỏa lực mạnh chỉ dừng ở mức khẩu 12,7 ly ở mũi tàu, hai khẩu DKZ và B40, trong khi tàu đối phương phát huy tối đa hỏa lực pháo hạ 4mm nên đạn bắn trả với không tới. Theo lệnh quyết tử của chỉ huy, tàu ta đã cố gắng tiếp cận tàu Thái, nhưng càng vào gần thì họ lại càng lùi ra và tăng tốc chạy vòng quanh bắn như đổ đạn. Thấy tàu ta bốc cháy, tàu chiến Thái Lan mới ngừng bắn. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày thì tàu ta bị chìm. 10 chiến sĩ cán bộ còn khỏe dìu 5 chiến sĩ bị thương bám vào các vật nổi lênh đênh trên biển. Sau đó cano của Thái Lan vớt lên đưa về tàu của họ và chăm sóc y tế cho người bị thương. Rồi tất cả đều bị trói và dồn ra mũi tàu để đưa về Thái Lan giam giữ, tra khảo trong suốt 6 tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, các chiến sĩ liên tục bị đưa ra tòa án với cái gọi là tội danh cướp biển,
11 lần ra tòa với tội danh cướp biển là 11 lần. Tất cả các cán bộ chiến sĩ của ta đều cương quyết phủ nhận và cho rằng chính tàu Thái Lan mới là cướp biển, xâm phạm vùng biển Việt Nam và tấn công tàu của nước ta. Cuối cùng, sau 6 tháng trời giam cầm, tra hỏi và ép nhận tội nhưng không thành, bên cạnh đó là sự can thiệp tích cực của nước ta. Đến đầu tháng 9 năm 1993, phía Thái Lan phải trao trả toàn bộ 15 cán bộ chiến sĩ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok để trở về Tổ quốc bằng đường hàng không. Do khi đó vẫn chưa có sự phân định rõ ràng về ranh giới biển và nhận được sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ nên Thái Lan mới dám manh động và vào tận bờ biển để bắn chìm tàu của ta. Và phải đến ngày 9 tháng 8 năm 1997, sau 9 vòng đàm phán thì Việt Nam và Thái Lan mới ký kết được hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong vịnh Thái Lan. Nếu chiếu theo hiệp định này, việc cho tàu vào khu vực bãi cạn Cà Mau cũng như là bắt giữ người của Thái Lan đã xâm phạm đến lãnh hải, cũng như là chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Trở lại với diễn biến tình hình tại bãi cạn Cà Mau lúc bấy giờ. Một năm sau khi xảy ra cuộc đụng độ với Hải quân Thái Lan, theo như chủ trương từ trước, vào ngày 5 tháng 4 năm 1994, Việt Nam đã cho lắp đặt tại đây một giàn khoan DK-1, ký hiệu là DK-110. Hay còn gọi là nhà giàn bãi cạn Cà Mau, có bãi đỗ trực thăng trên nóc. Nhà giàn là nơi đồn trú của binh sĩ thuộc biên chế tiểu đoàn DK-1, lúc đầu thuộc lữ đoàn 171 Hải quân Nhân dân Việt Nam, về sau thì trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Vì đóng quân trên vùng biển ở phía tây nam của Tổ quốc nên DK-110 còn được gọi là nhà giàn chân trời hay là nhà giàn góc biển. Và nó được xem như một cột mốc khẳng định chủ quyền của nước ta trên vùng biển phía nam của Tổ quốc. Cuộc sống trên nhà giàn DK-110 tại bãi Cà Mau. Trong hệ thống 15 nhà giàn DK-1, có lẽ nhà giàn DK-1 trên là khác biệt nhất so với 14 nhà giàn còn lại. Trong thời gian qua, hệ thống nhà giàn ở các bãi Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Phúc Nguyên và Tư Chính đều đã được đầu tư nâng cấp. Những nhà giàn mới được dựng lên ngay bên cạnh nhà giàn cũ, tạo thành những cặp đôi nhà giàn vững chắc. Nhưng cho đến nay, nhà giàn DK-110 thuộc khu vực bãi cạn Cà Mau vẫn chưa có hệ thống nhà giàn mới, vẫn đơn lẻ và hiên ngang đứng giữa biển. Với hệ thống kéo hàng hoàn toàn bằng sức người, hiện DK-1 chính là nhà giàn sử dụng dòng dọc kéo tay cuối cùng trên thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Mỗi khi có những chuyến ghé thăm từ đất liền, nếu gặp thời tiết xấu không thể tiếp cận nhà giàn bằng thang sắt, buộc các chiến sĩ tại đây phải đưa người và hàng hóa lên nhà giàn bằng cách kéo tay. Vấn đề lớn nhất được cải thiện ở nhà giàn DK-110 kể từ khi xây dựng, đó chính là được trang bị hơn 100 tấm pin năng lượng mặt trời, đủ cấp điện cho việc huấn luyện và sinh hoạt liên tục từ 3 đến 5 ngày trong điều kiện mưa bão hay không có ánh nắng mặt trời. Tuy là gần đất liền nhất trong số các nhà giàn, nhưng DK-110 tại bãi Cà Mau được xem là nhà giàn xa nhất và cô độc nhất của vùng 2 Hải quân. Việc vận chuyển đồ tiếp tế lên nhà giàn còn nhiều khó khăn, cũng như luôn chịu sự tác động của thời tiết. Mùa nắng thì nóng và thiếu nước ngọt sinh hoạt, mùa mưa thì chịu tác động của bão, áp thấp nhiệt đới, sóng to, gió lớn, ảnh hưởng lớn đến công trình của nhà giàn và hoạt động của đơn vị. Nên là có thể nói DK-110 được xem là nhà giàn thiếu thốn về vật chất hơn so với các nhà giàn khác. Nước ngọt của nhà giàn DK-1 chủ yếu lấy từ nguồn nước mưa dự trữ, nhưng do bể chứa của nhà giàn nhỏ nên vào mùa khô, nhà giàn cần nguồn nước ngọt bổ sung từ đất liền. Do đó, những chuyến tàu ra thăm của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân luôn ưu tiên cấp nước ngọt cho nhà giàn. Tại bãi cạn Cà Mau, nước ngọt khi trở ra sẽ được nối vào ống và sử dụng máy bơm để bơm lên các thùng và bể trên nhà giàn. Đây là công việc khó khăn bởi nhà giàn cao khoảng 30 mét so với mặt nước biển. Nếu gặp thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió lớn khiến tàu không thể cập sát nhà giàn thì phải đợi mấy ngày mới có thể bơm được nước lên. Dù nguồn nước ngọt còn hạn chế, mỗi năm các chiến sĩ ở nhà giàn DK-110 chỉ sử dụng khoảng 60 mét khối nước ngọt, nhưng nhà giàn còn có thêm nhiệm vụ là cung cấp nước ngọt cho ngư dân đánh bắt ở gần khu vực nhà giàn nếu có nhu cầu. Riêng trong năm 2022, các chiến sĩ đã cấp cho ngư dân khoảng 100 mét khối nước ngọt. Mặc dù con số này không lớn so với đất liền, nhưng giữa chủng khơi sóng vỗ thì nó có ý nghĩa rất lớn. Trước kia, khi chưa trồng được rau xanh và chưa có tủ cấp đông, thì các chiến sĩ có khi phải nhịn rau xanh cả tháng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Nhưng hiện nay, trên nhà giàn DK-110 đã có những mảng xanh nhỏ là những loại rau xanh được trồng ở các thùng xốp ca nhựa, gỗ tạp, đóng thanh khung rồi đổ đất vào. Có thể nói là những bồn rau ở nhà giàn DK-110 được ví như những vườn treo Babylon giữa đại dương. Và nhờ bàn tay cần cù, chịu khó và quyết tâm làm chủ cuộc sống, những mầm xanh đã vươn dài trong nắng gió.
dù chưa nhiều như đất liền nhưng cũng đủ để cán bộ chiến sĩ mát lòng sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Ngoài thực phẩm được sấy khô và đổ hộp, cá biển chính là một trong những nguồn thức ăn chủ yếu. Cá câu được rất nhiều và các chiến sĩ thường để trong tủ cấp đông để dự trữ. Cụ thể là trong 9 tháng đầu năm 2022, nhà giàn DK110 đã tăng gia sản xuất được 675 kg rau xanh và câu được 855 kg cá biển. Cũng chính vì những điều kiện bất lợi nên nhà giàn DK110 đã nhận được sự quan tâm thường xuyên từ đất liền. Theo đó, sau hơn 3 tháng lập thiết kế, khảo sát, định vị nhằm chuẩn bị lắp đặt trạm BTS di động Vinaphone tại nhà giàn DK110 nằm trên bãi cạn Cà Mau, đúng 0 giờ ngày 18 tháng 4, mạng di động Vinaphone đã phủ sóng khu vực bãi cạn Cà Mau. Để kết nối thành công mạng di động Vinaphone, Viễn thông Cà Mau đã đầu tư 6 tỷ đồng và phải chờ gần 8 tấn thiết bị kỹ thuật, trong đó có 30 tấm pin năng lượng mặt trời, 3 điện gió, trạm thu phát sóng vệ tinh Vinasat và hàng chục công nhân kỹ sư chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, vượt hàng trăm km từ đất liền ra nhà giàn DK110 tại bãi cạn Cà Mau. Có thể nói, việc phủ sóng thành công mạng di động Vinaphone từ vệ tinh Vinasat có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Không chỉ có vậy, việc Vinaphone phủ sóng di động còn là niềm vui, là chiếc cầu nối giữa các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK110 với người thân, gia đình ở đất liền, qua đó đưa biển khơi gần với đất liền hơn. Tới năm 2020, công ty Viễn thông tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ gói mạng 3G cho các cán bộ chiến sĩ tại nhà giàn DK110. Việc đưa mạng 3G ra nhà giàn DK110 nhằm đảm bảo hai mục đích chủ yếu: vừa nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, vừa đảm bảo khai thác thông tin đa chiều phục vụ cho công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ nhiều hướng trong tình hình mới. Như tin mới đã nói ở trên, nhà giàn DK110 được ví như là nhà giàn chân trời của Tổ quốc vì độ xa và độ nguy hiểm. Do vùng biển bãi cạn Cà Mau nằm ở ngay cửa vịnh Thái Lan, nằm trên tuyến đường ra vào các hải cảng của Campuchia và Thái Lan, nên lượng tàu thuyền nước ngoài qua lại rất lớn, đồng thời là cách không xa các mỏ dầu khí của Việt Nam trên vịnh Thái Lan. Vì vậy, các chiến sĩ nhà giàn DK110 vẫn luôn nhận thức được sâu sắc về nhiệm vụ, kiên cường bám trạm, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, đề phòng nghiêm ngặt để ứng phó với mọi tình huống xảy ra nhằm bảo vệ chủ quyền vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc. Song song với đó, trong những năm qua, các cán bộ chiến sĩ ở đây luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Trong huấn luyện thì luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị cũng như là tích cực sửa chữa, bảo quản nhà giàn sạch sẽ, vận hành hiệu quả hệ thống năng lượng. Và không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao, đơn vị cũng luôn làm tốt công tác dân vận, khám cấp thuốc cho ngư dân cũng như là hỗ trợ nước ngọt cho nhiều tàu cá, hỗ trợ một số lương thực thực phẩm cho ngư dân và là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Trong năm, đơn vị đã khám chữa bệnh và cấp thuốc cho 8 lượt ngư dân và 5 lượt quân nhân, cấp nước ngọt, gạo và các nhu yếu phẩm cho tàu cá và ngư dân các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu. Còn vào ngày 18 tháng 4, sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu của ngư dân, tàu cá số hiệu KG94130TS do ông Lê Văn Nô, quê Kiên Giang làm thuyền trưởng, các cán bộ chiến sĩ ở đây đã hướng dẫn tàu ông Nô tiếp cận vào nhà giàn DK110 ở bãi cạn Cà Mau để cấp cứu hai ngư dân bị bệnh nặng. Ngay sau khi tàu cá KG94130TS cập vào nhà giàn, cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn DK110 đã nhanh chóng giúp đỡ đưa hai ngư dân lên sàn cập tàu. Sau đó, quân y trên nhà giàn đã tổ chức thăm khám cho bệnh nhân. Đến buổi trưa cùng ngày, hai bệnh nhân đã tỉnh táo, tạm thời ổn định. Các cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK110 đã bàn giao hai bệnh nhân về tàu cá KG94130TS cấp thuốc và hướng dẫn tiếp tục điều trị theo phác đồ. Hiện nay thì sau 28 năm xây dựng, chốt giữ và trưởng thành, DK110 là một trong 5 nhà giàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống 15 pháo đài thép giữa biển khơi. Và đây cũng là pháo đài thép đặt danh hiệu 3 mạnh: mạnh về phòng thủ, sức chiến đấu, mạnh về nề nếp, chính quy và mạnh về cảnh quan môi trường. Và đó là một số thông tin về bãi Cà Mau và nhà giàn DK110 căn cứ chiến lược ở vùng biển Tây Nam của Việt Nam.